ba khía. Bà xuống thăm chơi được rồi, quà cáp chi lĩnh kỉnh quá. Lẽ ra tôi phải làm điều này lâu rồi. Cảm ơn anh hai nhiều lắm. Ủa bác mới xuống hả? Bác cũng mới xuống tới. Vậy còn bác trai không xuống với bác hả? Bác tía hỏi rồi, đi con mình ên thôi à. Bác xuống có một mình thôi. Trình có gọi cho con, hỏi là có liên lạc hay gặp bác không. Con nói là không có biết. Bộ bác xuống đây bác không có thông báo cho người nhà biết hả? Có, bác có nói với ông Hùng. Dạ. Alo. Hàng của anh bị phá hết rồi. Cái gì? Bị đập phá? Bị hồi nào? Dạ, hồi 5 giờ sáng. 5 giờ sáng sao bây giờ mới báo? Đáng giờ em trốn, tôi nói dữ quá anh ơi. Thôi được rồi, để tôi lo. Cái gì vậy con? Tí ơi, chết rồi tí ơi. Cái gì? Xe hàng bị người ta đập nát hết rồi. Bây giờ con phải chạy ra đó coi sao. Bác ngồi chơi nha. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Trời ơi. Đó bà coi đó, nó manh động ghê không? 5 giờ sáng là đông người rồi chứ phải. Vậy mà nó chặn xe hàng nó đập phá được á. Nguyên một cái xe tải, nó bự chứ đâu phải nó nhỏ đâu. Mà hàng á là đem giao là bữa nay người ta phải nhận nè. Bao nhiêu vốn liếng của thằng Ba Khía bỏ trong trống. Trời ơi trời, sao con tôi nó khổ dữ vậy trời. Không được, tôi phải tìm cách cứu nó. Tôi nhất định phải cứu nó. Tôi phải giúp nó anh hai à. Ba ơi. Ba. Hả? Ba. Cái gì? Có chuyện rồi ba. Ba ơi, dì Ngọc mới điện thoại cho con. Alo, con nghe nè dì. Dì nè con. Dì có chuyện này muốn nhờ con giúp được không con? Dạ, có chuyện gì vậy dì? Dì đang ở nhà Ba Khía. Xe giao hàng của Ba Khía vừa bị cướp, tiêu tan hết nguồn hàng rồi con ơi. Còn có thể nào con nói giúp gì với ba con? Xin ông ấy và cả những mối hàng của bạn ông ấy là cho gia hạn thêm thời gian, để cho Ba Khía nó có thời gian gom đủ hàng đi giao. Đừng có quỷ hay bắt đền hợp đồng nó, có được không vậy con? Dạ con biết rồi dì. Tình hình là như vậy đó ba. Trời ơi dì khổ nhiều lắm, dì cũng suy nghĩ nhiều nữa. Anh Ba Khía bị người ta hãm hại hết lần này tới lần khác. Ba coi cách nào giúp dì với anh Ba Khía đi ba.